lỗi. Để tắt máy luôn rồi. Lỗi. Thấy chưa, tụng em nó gầy quá. Thấy vẻ bà cái gà là thấy ớt lạnh rồi đó. Em có học võ không Đức? Hình như hổm dài tao với mình đi chung bữa nào được xui xẻ đó chắc. Có bữa bộ một đêm. Dạ, Tùng xin chào quý ông bà cô chú, quý anh chị và các bạn. Tùng cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Hiện tại Tùng đang trên ga lưới của anh Phúc. Thì anh Phúc cùng với chị Diễm vừa cuốn lưới xong rồi cả nhà. Em Đạt thì chuẩn bị cuốn nên giờ anh Phúc mình đưa Tùng lại ga lưới của em Đạt để chuẩn bị cuốn lưới. Rồi thì Tùng mời cả nhà cùng qua xuồng của em Đạt để đi cuốn lưới nha. Anh Phúc mình hôm nay dính được mấy cái học trò. Rồi, cảm ơn chị Diễm nha. Cảm ơn Phúc ơi. Đã đứa ăn gì chưa? Đậu. Chưa ăn luôn hả? Anh có mua đồ ăn sáng nè. Đậu. Anh mới ăn xong. Đậu. Để xuống, ngồi xuống. Thôi. Không tin dở hộp ra coi. Ui. Trời ơi. Vậy chứ có thuốc mới chạy đúng gì nữa. Thuốc của anh bệnh. Bây giờ là có cái bánh tiêu với cái bánh cam. Bây giờ đứa nào ăn bánh tiêu, đứa nào ăn bánh cam? Bánh nào ăn được thì ăn bánh cam chứ. Gì? Rồi mày ăn kia ăn nửa cái đi ba. Đâu ăn bánh cam mà ăn bánh tiêu. Ừ, cái bánh cam, cái bánh tiêu. Anh mới làm cái bánh tiêu rồi đó. Cái bánh tiêu dội, cái bánh cam. Ông này ông thấy hai cái, ông nói cái này ăn sao đủ. À, bánh mì thì hai ổ. Hai ổ ăn không có no nữa. Không no nữa ha, tội nghiệp quá Đức à. Đang tuổi ăn tuổi lớn ha Đức ha. Ơi vậy. Hay, mới mốt chơi kiểu này lỗ nè. Đạt bữa nào đau bao cưng á, bao con tô hủ tiếu à, mười mốt tới cưng, tới tua cưng là tới hai tô á, cũng phải đại hai tô. Ê chơi này chơi đó chơi đó là chết rồi, hơi gung rồi, gung rồi. Ông quên nó giới thiệu, đây là em Đức cả nhà ơi. Hai chào cả nhà. Hôm nay em Đức sẽ kéo lưới cùng với em Đạt mình. Rồi chơi xíu đi. Ủa đi đâu hai vậy? Đi. Ủa nó mới hỏi cũng chưa mới nói chưa quay ra sao, quay trước cuốn luôn. Rồi tụi mình cả nhà đi bắt cá với anh em mình nha. Bữa nay em Đạt có bạn Bến Tre lên thì vậy, Đạt Bến Tre Vĩnh Long gì kìa. Đập phải của nó cái tàu biển mà. Đức cái này lên ngư dân chuyên nghiệp luôn phải không? Biết kéo lứ rồi về phao lứ rồi trơn. Để cá rồi này. Món và giật mối với Đạt, dành bãi với Đạt. Em bây giờ em học đóng lứ luôn đi. Sắm chiếc xuồng máy rồi đi dân lứ luôn. Em sắm, anh chuẩn bị sắm chiếc xuồng nữa anh đi câu tôm. Kéo người ta neo bây giờ lên lưới cái này, lưới này lưới 8 phân à, gỡ cái đó mày không có hở, nó không có gỡ bủa lưới nó đắp sẵn hô mà lo cấm đầu cuốn thôi mà không có đi. Nãy sao không vô bắt cá lăn Đạt, lưới gồng kia bủa đó sao bủa, nãy dính vô rồi đó, mày chạy ngược cái da lại đó. Để có phải vàng không Đức? Vàng là em đi về luôn. Bỏ thằng Đạt đi luôn. Bơi về. Bóng xong lội vô hả? Đúng rồi. Lớn sợ rồi. Sợ nó giật ra. Đạt nói ê, trên xuồng qua là của Quang. Ô bộ nó dính rồi. Dính lưới của qua là của Quang nha. Không nói chứ cái xã cũng phải chiều ba cho Đức. Em nghĩ vô vậy rồi anh cũng có quay anh bằng chứng nè. Anh làm chứng á. Tính ra đi quay cũng có lợi quá ta. Lỡ mình gặp được báo vật này kia mình cũng có phần ha. Này về xây nhà được luôn à. Mày gỡ cái đồng lưới ra. Mày rút cái đó với kẹo. Hồi qua vậy mà hai đứa về luôn không ghé ai dịch. Đức. Dạ. Qua về luôn hả? Về luôn anh ơi, hơi trễ rồi. Đi chơi hả? Dạ, về đi Bách Phố. Tại vì con phố nó lên đèn hả? Dạ, phố lên đèn thì mình lên đồ. Rất được đi chơi cái mặt ba Đạt sáng rỡ rồi, hoài rồi Đức. Rất đi chơi, đi tour rồi ha. Mất cái chân vậy đó. Thì như chủ nhật tuần này là có chuyến tour đó nè. Ngắt luôn. Không lo vậy trơn hả?
Bệnh đấy mày. Ủa đây Tùng ơi. Ủa thẳng tới hay sao? Ủa xéo xuống á. Đóng lè mở lè gì đây? Thở miếng ga. Trả đậu gỗi nữa mấy anh. Xéo xuống hả? La đạp cái lái xuống cái Tùng. Hả? Đạp cái lái xuống coi. Đó. Thấy chưa? Tương ứng anh chưa Đức. À, thấy chưa Đức? Ủi một cái là có cá thấy chưa Đức? Tao tao nói ủng ủi hơn lắm. Anh Tùng là ủng ủi hồi dính cá bà sa có cú tao cái khen cũng hay nè. Anh Tùng thơ ủi mà Đức. Nó đặt tên Tùng nè. Anh Tùng ủi. Tùng ủi đâu mà ơi. Đó kìa. Đó, thấy chưa? Cá lên liên tục mà cá mà dính luôn. Bỏ ngoài á. Ngoài cái đất nước rồi hả? Đúng. Ừ. Hết rồi đó, hết xe khô rồi đó. Cái miếng này quá đại ơi. Đóng lên cho con vịt. Nó mục hết rồi. Rồi đứng đi. Hôm qua em đi lọt giò luôn rồi. Vậy bữa bữa nay à. Không ngay vầy rồi thấy không thơm rồi. Muốn kéo viền nữa vậy. Bữa nay xem xích lên rồi nè. Hả? Không, như vậy qua. Qua sao? Qua làm phía dưới rồi. Hôm qua mình nằm cho đó mình lưới của ông kia đằng đẳng sao ủa. Đó, chả có hú thiệt kìa. Đừng thấy sao Đức. Linh nghiện quá. Phải vậy đó, Đức mới dạ. Sợ mình. Vẽ ảnh nó đi. Rồi, kìa sao bỏ quá. Đạt ơi. Vẽ người ta hay. Hú nè Đạt ơi. Vẽ chơi lớn luôn kìa. Mà vẽ tay luôn kìa. Ông mới vô nghề mà ông làm như không làm lâu lắm rồi không bằng ha. Coi nó gỡ con cá coi như nào rồi. Đây tôi gỡ cho nó vào ông ơi. Rồi bẻ gai ba cái gai không cũng hay lắm rồi đó. Hả? Hay bẻ ba cái gai là thấy ớt lạnh rồi đó. Em có học võ không Đức? Dạ không. Tay cứng chưa. Ê Đạt ơi, mai mốt mình có gì mua kìm mua cái thôi nha. Gì hả? Đằng này, sao đằng sao có kìm lưu động sao nè. Đằng này khỏi khỏi mua. Dạ. Trời ơi, ông đó ông hỏi gì sao dạ nữa kìa. Ông đó. Vô. Đó, có nhớt, có nhớt. Dạ bữa nó đi học nó nhẹ nó được rồi coi. Ủa, cưng nói đi học gì Đức? Dạ, học đại học anh ơi. À. Là mới gặp hay là thi năm mấy rồi? Em năm cuối rồi. À, vậy hả? Em còn làm lĩnh văn nữa là em xong rồi. Nhãn hiệu gì? Dạ. Em nói học gì? Dạ, công nghệ thực phẩm. Ừ. Mốt về chế biến rượu rồi cho mấy anh uống nha. Dạ. Hỏi mua. Dạ, nhà em hiện giờ cũng đang sản xuất rượu mà anh. Nhà rượu luôn hả? Dạ. Ồ, vậy là quá trời phù hợp à ha. Sợ là sợ anh uống không nổi thôi. Cũng có ta. Ngay điểm luôn rồi. Cái này nó cũng liên quan nữa nè. Em giờ em nghiên cứu sao cái mồi câu đi. À, nghiên cứu mà giờ mình cho là cho người ăn là xưa ha, cho cá ăn á. Mình cái thực phẩm nào con cá nó khoái, thích câu mồi bén. Rồi. Bán đắt lắm á. Mồi mà bén câu dính nhiều là bán đắt lắm đó. Giàu luôn chứ bộ, thiệt chứ bộ. Giàu luôn á. Nghiêng nước qua đục chắc. Nước qua đục. Hai ông lần sau không à. Tạ mấy à. Gì tạ mấy dữ vậy. Chứ nhiều. Ý người ta có ổ bánh mì cho người ta nặng vậy đó. Ông ăn hai ổ mà ông ống nhau không. Ống tao cũng teo ha. Nãy ta ăn nửa có bánh tiêu luôn á. Nuôi người ta nuôi có lời nuôi đạt lỗ. Nuôi hoài không lớn. Nói thì nói cho nãy giờ em gu nè. Tới đây ngay vậy luôn kỹ ta. Phải mũi trong vào là nãy giờ gỡ mỏi tay rồi đó. Trọng cá dữ lắm. Làm cái dài con cá sủ nữa coi. Chỗ này là tiêu rồi. Nặng vậy. Góc nhiều rồi. Nó hú luôn kìa. Cái con cá hú bự hơn. Bự hơn xíu. Bự cá. Hay cái kèo quá chắc.
bẻ tay thử coi. Thôi, con này bự. Đâu, cái kìm nó đâu mà nó đâu? Trong gỗ á. Tôi mới dục vô nãy đây. Nè nè, bẻ tay thử cái gói coi sao. Trời ơi. Lưới này dễ gỡ mà. Bẻ ra luôn hả? Để nguyên cho nó mạnh. Thôi. Sao vậy? Tao có rộng đâu cho mạnh. Lên dây cá sủ coi. Ủa đi Tùng ơi. Ủa là có đó, có okay, cá đó. Ok ok. Ủa okay. Xéo xéo lên á. Ủa là vô đó. Xéo lên hả? À. Ờ. Xéo lên là chúng vậy đó. Nó vô đó nè. Đó, cả nghe hét luôn. Quá dữ. Lưới 8 nên đa phần thì dính không có bự. Cũng có nhưng mà tỷ lệ sẽ ít hơn mấy lưới thưa tấc 3, tấc 2. Thì còn cá ngát luôn. Rồi, à, không đưa cá ngát lại đây cho Đức bẻ gai thử coi. Hả Đạt? Hả? Thử tay nghề, phải thử tấc cá ngát. Em sợ thử lần đầu cũng như lần cuối luôn. Thì cá ngát là cái lời đó là độc nhất á, độc nhất trong cái lời cá mình đây. Có đục à? Bỏ ngoài đi. Bởi vì anh Tùng không ủi thì thôi nha Đức. Đức ơi. Ủi là phải có cá Đức ơi. Ủi nữa nè. Đó. 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 Thì trời đất. Phải vậy chứ. Lưới này nó mạnh cá bự nó gói chứ đâu. Vậy mới có động lực sắm xuồng, sắm lưới chứ Đức. Lưới này nó mạnh cá sủ đờ bộ bự nó gói chứ đâu. Ủi cái này cho nhẹ anh Tùng ơi. À rồi rồi. Con Đức gỡ con cá xong đi. Còn nghi vô giữa chút nữa. Tiên nhiên. Anh lỗi xong lần Đức nó gỡ cho xong cá nữa đó. Giỡn mà mày. Mắc cái diễm nước xuống mạnh lẹ ghê chứ. Đó lên con cá sủ dục qua qua đi. Nước xuống hả? Nước xuống rồi. Xuống rồi tranh thủ rồi nha, cuốn luôn lưới dính cá cho mình để đó hồi dục qua anh đó. Đó. Lên cái cấp. Lên cá lên cục đất luôn. Dục con bơi lên sao? Mày xé ra. Đâu, ừ đại nó đi. Bây giờ dính cá sủ nhỏ nhỏ không? Chú dâm không? Dính lưới lại. Ấy da da. Đợi ngay cái cấp đó ngay coi cô. Cái lỗ lưới gách. San hô kìa. Mà không cứ không gỡ luôn. Dây dây dây. Tao đâu có để ý đâu. Mà về bỏ vô hộp cá kỹ luôn. Ủa lưới nó không bung ra. Hết dính rồi ta. À, giờ này là giật máy à. Kìa kìa kìa. Biết giật máy chuyên bức. Ủa vậy? Vậy quá chạy về. Đi về hết lưới rồi. Cúc kìa. Đó. Hugo, Hugo.
đâu 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 ô gô đâu ơi ơi có cá út khủng ơi ơi quá ơi quá ơi trời ơi cá út mà dính lưới 8 mà cũng đâu có vừa thành kilo à, cá út bự lắm đó anh mới bắt đó nha chứ thường cá út nhỏ nhỏ là anh thả rồi đâu có thằng chát mẹ nó khoái ăn à vậy hả ừ, vậy con nhí nó có không hả? Chắc cũng có lại gai chứ ra lưới đó mà ừ ở chợ sẽ khô cứng vậy quá wow, vậy này mặc sức mà gỡ em ơi gỡ san hô ta gỡ cá còn này gỡ gì cũng không nó chứ này là mấy cái đá dụng rồi những cái gì tàn tích ở dưới sông đá sông á nha chứ không phải là san hô ngoài biển đâu hiện tại anh em mình hay gọi vậy thôi chứ chính xác từ thì nó không phải mà quen cách gọi anh chầm tích đồ gần mấy cái bãi cát đồ cũng có cái đá này kéo em sắp sửa chuẩn bị đón một cái con khủng long lên ghe của mình khủng long nước đó hỉ quá nó nổi lên kìa tới rồi phải không trời ơi Hugo anh ơi thiệt Hugo thiệt cái thủ anh ơi hả? Chắc cỡ con tay cái à đây không để mọi người chờ lâu ờ trời ơi con cá thủ này chắc mới để hồi sáng quá vừa đi xuống bến nhà coi cá mới để sáng thịt bơi còn hồng có hồng nè ừ nhau xíu mà vừa xuống bến bảy bữa rồi chứ cá cỡ này nếu mà nó còn mạnh là anh em mình thả rồi chứ này ăn uống gì mà thôi giờ nó chết rồi mình phải bắt luôn loài khủng long mà cỡ thì giải cứu thế giới rồi bữa nay còn đồ siêu nhân rồi đó ừ nãy giờ quên để ý nha bộ đồ siêu nhân nè quá vậy bộ đồ siêu nhân cái nhân ấy mười à nãy giờ mới phát hiện nha quên gì quýu bộ đồ thiệt tình quá vậy mặc đồ siêu nhân ăn đâu với anh à hay chưa nè dính cá nó trơn tại không bự thôi cũng đổ thừa nữa cái gì à? Ninja gùa ninja gùa nữa nó có tấm hình như ninja gùa quại chụp cho mày chứ mày có cái câu chuyện gì ninja gùa nè không có nhắc nè anh chụp hình giống ninja gùa á nó nhắc hoài luôn anh ơi hình như hổm dài tao với mình đi chưa bữa nào được suôn sẻ đó chắc có bữa bộ ban đêm á có bữa bộ ban đêm á đi cũng mắc mưa không chết không mắc cốc kìa à về đi giải cứu thế giới đi cho lên à, nước qua cà đục kìa mà nói hoài xíu tao điện đứa ba xuống giờ nước qua dữ chắc nước qua nghiêng quá ây da cái đó hồi tác tại cái góc lì qua đó trời ơi nó dính vô cái bàn cờ á ông hô gạn ông thống lên đây là ông gỡ cái này nè ông mới sợ nè ông hô gạn nó dưới có mấy miếng đâu à đúng rồi à, ở đây hay kêu san hô nó thực sự nó là gạn của dưới đáy sông gạn lên đây là gỡ rồi mới biết tự lâu 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 và cái lưới thừa nó dính ít vàng lưới táo nó dính đông lạnh trời ơi coi nè nó sang khô cái gì cũng nặng cái gì chứ không phải có cái ốc lựng nữa gì đâu hai ba thứ với ông ba đặt vậy đó không biết là sao vậy đó vậy đó nhưng chịu thôi à vậy đó chịu không chịu cũng chịu chứ vậy cho nó dính vậy cho nó dính vô rồi không chịu sao được không muốn cũng muốn à không muốn giờ nó cũng dính vô rồi chị cho mình tính cái khúc lưng tám này nè cái khúc đàn cuốn là tao dính biết bao nhiêu cá sủ rồi đấy thì bữa nay tao thấy không dính gì trơn năm tùm vậy chứ không tới nước ngâm rồi sao dính cá sủ mà không tới nước ngâm đâu dính nhiều mà này đi bắt mót mà ngâm vô bữa trà bảo kìa ngâm 1-2 tiếng á đó đó anh Thống ơi
Bắt cá ra đẹp. Thắng ơi. Căng ký tính tiền. Nhiều đây không có 2 kg lô. Rồi cá nó lên chùm chùm vậy ha. Mình bỏ tào lao mình dính hang cá hú, cái này cá hú nó đi tào lao không? Bữa nào mình vô cái lỗ mà bảy mình vẽ thử bữa coi. Kêu phút bóng nhờ bữa nào nước nó đứng cái viên vô vẽ thử bữa ha. Thử coi lưới táo này dính thứ gì trong đó. Dính gì mà làng luôn. Đi ghen dở khoai lang ở trong đồng ha. Bên này với cảm giác tụt quần là như thế nào? Ờ ngộ vậy đó, kìa rớt đóng cục kìa. Thôi cũng lớn họ tự ra quần bảy tuổi không à. Ngộ vậy đó. Người ta có da có thịt á, người ta còn dướng lại không ơi. Có ông ông còn cái để dướng. Cũng phải cắn phải dướng hết. Ông tụt luốc hoài đi kìa. Anh nào phải nhậu gọi sức cái gốc lực rồi. Rồi nó gần tới nó mới sức. Đây mất con mất khủng long rồi hả? Mất khủng long rồi. Tự anh ta đang nhịn đâu ta thấy cái vỏ tao nhẹ lên. Đức đẳng tiếc hay gì á? Tiếc lắm rồi đó. Chưa có gì vậy. Nó về dưới cỡ đi về thiên đình rồi nó tiêu rồi nó nhiều cái. Nó dính như cái gì khoai lang. Nãy giờ nấu được chắc nồi bánh tét rồi đó. Không gỡ để dành được. Mà như vàng đen hay gì. Nãy giờ gỡ giống gì chắc bỏ cho thẩm bè. Đang diễm chắc cũng bổ chắc như vậy. Phải cá được dính như vậy ha. Trời cá mà dính như vậy ha là em cuốn lưới là đụng mũi xuồng kịch kịch luôn. Ở dưới có à, ở đây không có chứ dưới không có à. Ở dưới cho không có mình đây bánh nhà đâu. Ai muốn trước bủa mà bắt ngã nha. Vậy đó. Bữa nào xuống rẻ cái lỗ 7 thôi coi. Trời ơi nói bữa nào thì mơi nè. Thôi ba nước này mơi xuống dưới mình bổ một cái bỏ tay lưới luôn. Tôi bỏ nước ngầm bổ mới được. Bọc một cái mà gỡ cái nổi tôi mới sợ. Mùa nước này cũng đỡ. Cứu hoài không đủ gà hay sao? Ăn giang để coi đi tour hả? Ăn gà đốt. Vậy là hai đứa văn lưới kiếm tiền đi tour đúng không? Kiếm tiền ra ăn gà đốt mà không có đốt. Kiếm ăn hoài không đủ gà. Đó. Không có sủ nữa. Thằng ra nó dính rồi nè. Trời ơi trời nó lẹo kìa. Đó là giải cứu thế giới được rồi đó. Hả hậu luôn. Này hả hậu là sao tao chui chẳng phải quà. Sao kiếm cá chém quá mà. Gỡ mà biết mệt luôn trời. Coi nè. Gỡ hậu cho tới cọ qua khỏi bè nhà mình luôn rồi. Khỏi bè của ship tùng luôn rồi. Nay văn lưới mổ một tới cuốn tới mổ ba. Ở thằng con nó dính vô cái bàn trong á. Tới lưới rồi. Ủa tới gì đầu lưới à? Hết rồi. Cho chừng nào cho ra nghề được cho đạt. Này tiếp thu mau vài bữa gì. Vậy là giảm học phí người ta nha ông. Người ta học lâu thì học phí cái nhiều học mau. Người ta đi kêu đi cuốn lưới ra. Mình phải bao nước lại ta, còn em đi uống cà phê hàng hôm là em kêu nó bao nước lại cho em nữa. Đi học có đóng học phí vậy? Vậy đó. Quên nữa. Anh hỏi kỹ là cái vụ cà phê hàng hôm nè Đức. Dạ. Hồi hôm có uống 2 ly cà phê không? Đâu nó uống tới 4-5 ly đã. Đồ mạnh dữ. Nghe anh nghe cái sự tích ly cà phê ba xị chưa? Hỏi chết rồi, ly cà phê ba xị. Chút xíu là ly cà phê ba xị rồi. Đang uống ngon lành cái công an phường đi lại. Lại nói vụ mấy cái vụ mà đậu xe lấn chiếm lòng lề đường đó mà. Đậu giao với tờ xe chứ. Công an phường mà lại đậu kiểm tra với tờ xe, giao với tờ xe phạt ba xị. Mình đi uống cà phê chút xíu nó mắc ba xị.
Có biết gì đâu, mấy năm trời có bán đó, có biết gì đâu. Tự chạy ngon, ông lại dựng xe chống hàng, mấy cái đít xe không cho dẫn xe ra. Mày nói ba xị là không có đúng, không có đủ. Ba xị 12 ngàn, với bác xỉu 12 ngàn nữa. Cái ổng, ổng hôn đem giấy tờ xe ra cho tôi kiểm tra coi, nói chuyện la lạng lối vậy đó. Làm gì chứ. Cái đó là mấy ông đó lạm dụng quyền hạn rồi đó, nó làm sai á. Thì thôi, chắc nhở chủ quán không. Lợi lao cũng sụp cái xe có nào ra xuất trình giấy tờ coi, nói chuyện vậy đó. Quay biển số cái kiểu rồi. Quay biển số rồi lại quay xe đồ dẫn văn phòng rồi theo cầm qua chắc em dẫn xe ra không cho em dẫn đó. Em dẫn ra cái một rồi tỉnh bơ, em dẫn ra cản em cũng dẫn ra nữa. Hấp lưới rồi cả nhà ơi. Nào giờ mới thấy cái vụ đó luôn, đi uống cà phê mà chút xíu tốn ba xị. Không mà gặp mấy người hiền yếu tim như anh là chắc cũng chơi đóng ba xị luôn. Đóng đó. Gì? Giao giấy tờ anh á. Rồi giao giấy tờ. Giao thì chuyện hơi lớn nữa rồi. Hỏi chắc kìa làm lớn lắm kìa, lại làm uống sụp chứ. Hiện tại biết xe sẽ quay. Xe này sẽ quay, đem giấy tờ ra đây coi. Biết xe của bà Đạt nên người ta mới làm vậy. Dạ. Vậy là tối là xe mày nằm trung bày. Chứ không xe không có xe mày tao. Ai à, xe tao đậu đàng hoàng à. Vừa dính líu tới luôn. 11 anh dặn nè Đức. Dạ. Đi chơi á, đậu xe đậu xa xa nha. Nha. Ok anh. Ok. Ai à, xe tao đậu đàng hoàng với chú. Con cá sấu á nha. Con lưới á, phía dưới á. Xe tôi đậu đàng hoàng à, chứ không phải như xe chú đậu lấn chiếm lòng lề đường. Ê, quay nha. Siêu nhân đi dọc sình. Nói siêu nhân đi gãy cứu thế giới gì, siêu nhân đi dọc sình. Là một cái cổ. Bây giờ anh em mình cuốn lưới xong rồi, giờ chạy vô mình bắt cá sao cả nhà xem nha. Tại cũng nước là tới cái mũi luôn rồi Tùng ơi. Cá đâu được, dữ lắm gì rồi. Vậy hả, nước vô nhiều quá. Chạy vô lại. Nó đã chạy cái đục quá. Chạy dữ quá. Anh em mình về tới bè nhà rồi. Cố tay lên. Lỗi. Thôi tắt máy luôn rồi. Lỗi, chết rồi. Thấy chưa, tụng em nói ngầu quá. Ê, ông này ông nói siêu nhân đi giải cứu thế giới. Siêu nhân này chút xíu nữa hư bè tôi rồi. Này, công dòng, công kèo luôn. Ảnh là ngôi cổ này, hồi nãy em cái đau sống luôn trời. Tài xế gần nhà mày. Móng móc ra cho dễ chạy. Đặt. Đóng lè cái rồi. Chết chắc ơi. Chết. Nữa hả? Ê, cái kẹo. Tắt đi. Tới nhà luôn rồi. Rồi, lên đi, thẳng lên đi. Mày là ông cá của ông nghĩ. Tắt đi. Tắt được rồi siêu nhân ơi. Ai ông kêu ông lái đi, chịu ông đưa nó chê xíu nữa rồi sập thằng gào phải không. Đi quánh lưới rồi người ta huấn luyện là phải huấn luyện từ kéo lưới rồi vừa chạy máy luôn phải không. Đó, phải huấn luyện từ từ. Ngon mà mốt là vô, con lái xong vô cái này là con có bằng rồi đó. Thánh thằng rồi, nó dính vào cái san hô gỡ muốn xỉu. Cái san hô dính vào cái rạn ở dưới sông á, để xong. Nó dính thánh thằng rồi, nó vô là... Nó mà là trôi tới đây đó. Ê, gan như cái bàn cờ vậy đó. Rồi, nó dính như cái bàn cờ vậy, nó treo cái đầu lớn lên rồi gỡ từ từ luôn chứ sao vậy? Được. Năm sau còn cá sủ gì đó, hai con cá hú, còn cá ngát. Rồi mình cột ghe vô rồi mình lấy cái xuồng nhỏ ra mình bắt cá. Tại vì em Đạt với em Đức nãy chạy qua, bằng cái xuồng này qua đây nè. Ghe lưới thì neo ở bè của Tùng nè. Ủa mấy con cá đó mình có để đem qua luôn không Đạt? Đem, anh phụ trách mở đục đi. Rồi. Em một hồi em cho con cá sủ, cá ếch em nó ăn cá sủ nè. Cá ếch gì ăn cá sủ gì? Chứ sao không trời? Cá sủ đó. Vậy đó. Mình được 6 con cá sủ nha, với một con cốc bự. Trong này thì mình được 2 con cá hú và một con cá ngát. Con mày dinh nữa. Con cá mày dinh nữa. Liện cá sủ qua trước rồi. Nè. Sủ đó. Cá sủ nhỏ đâu cho nó ăn nè.
liền vô tự nó nổi lên ăn à. Trong này có con ếch cưng à, đó nó nổi lên vậy tự ăn à. Cho ăn cá sét nè, ăn cá sủ đủ ngon không? Đẩy vô đó luôn. Mất tiền không à? Một con cá hú. Con đó bự hay con nhỏ? Ờ con đó nhỏ, con đó bự. Hai con. Và một cái ngát nữa. Đây rồi. Ở đây là tất cả số cá. Con cá vinh đó. Mình dính được. Ờ con cá vinh nữa. À mà vinh nữa. Có mà vinh vô thì mình đẩy cái đục lại để thôi nó bay. À, vinh nó hay lắm. Rồi xong. Giờ anh em mình về. Tùng kết thúc video đây nha. À, xem video cả nhà có yêu mến anh em mình, mong cả nhà cho Tùng một nút like và một đăng ký để ủng hộ tinh thần anh em mình. Còn bây giờ thì anh em mình về, Tùng kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Tùng, em Đạt và em Đức xin hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo. Bye bye.